Chủ nhật ngày 30 tháng 6 2019, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban trị sự Trung ương Hải ngoại, Ban trị sự Washington DC và phụ cận cùng tổ chức đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 80 năm ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo tại hội trường Swan House Senior Center thuộc thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland. Thành phần tham dự gồm có ông Chủ tịch Lý Thanh Phi Bảo và hai cựu Chủ tịch Cộng đồng vùng Hòa Thịnh Đốn, Lý Văn Phước và Đinh Hùng Cường, các hội đoàn và đảng phái, các cơ quan truyền thông báo chí trong vùng, đặc biệt có Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo Oklahoma, Washington State, Bắc Cali, Nam Cali, Sacramento, Georgia và Boston, cùng quý đồng đạo trong vùng. Mở đầu là lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt, đạo kỳ và phúc mặc niệm. Kế đến là lễ cung thỉnh chân dung Đức Huynh Giáo Chủ lên lễ đài. Diễn văn khai mạc của ông Hội trưởng Hà Văn Sinh. Ông cho biết hàng năm, dù trong hay ngoài nước, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đặc biệt năm nay, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đạo Phật giáo Hòa Hảo và 100 năm ngày đản sinh của Đức Huynh Giáo Chủ. Năm nay có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Giàu, Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo Nam Cali và cũng là xử lý thường vụ Hội trưởng Ban trị sự Trung ương Hải ngoại. Là chúng tôi rất là hoan hỷ. Là trước ngày hôm nay, hôm qua chúng tôi có một đại hội cũng đã đem tới những cái thành công, những cái vấn đề của sinh hoạt của giáo hội kiểm điểm lại và chúng tôi có những cái dự án trong cái năm tới. Kính thưa quý vị, cái quá trình mà 80 năm thành lập đạo của Phật giáo Hòa Hảo rất là nhiều trung chiên, là tại vì gặp nhiều cái khổ nạn ngay chính ngày. Khi khai đạo thì đã bị thực dân Pháp, rồi động tài cộng sản, rồi những cái thế lực nhiều lắm làm hại ngài, rồi câu lưu ngài, rồi ám hại ngài. Đặc biệt là cộng sản đã ám hại ngài ngày 25 tháng 2 năm 1947 và từ đó ngài vắng mặt cho tới nay. Kính thưa quý vị, thì vì tại sao mà cộng sản cũng như thực dân Pháp mà đàn áp Phật giáo Hòa Hảo một cách khốc liệt như vậy? Là tại vì Phật giáo Hòa Hảo là đạo Phật, nhưng mà đạo Phật nhập thế. Có thể nói rằng có nhiều người hiểu quan niệm sai lầm về đạo Phật, nhất là Phật giáo. Họ cho rằng đạo Phật hay là đạo không làm chánh trị. Họ hiểu sai cái chữ chánh trị. Mà chính Đức Thầy đã nói rằng đối với Phật giáo, Ngài không quên Ngài là một tín đồ của đạo Phật. Và giáo lý từ bi của đạo Phật không chỉ được thể hiện ở tại nơi chùa chiền mà phải thể hiện trên trường chánh trị. Là tại vì khi chúng ta thể hiện cái tinh thần đạo trong chánh trị thì mình sẽ đem làm một cái nền dương đạo. Còn nếu mà chính trị mà mình không có cái đạo trong đó thì nó trở thành là bá trị. Cho nên chính vì vậy mà cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo là tích cực nhập thế, đi theo những cái tấm gương mà trước đây của các vị thiền sư, chẳng hạn như Khuôn Việt hay là Trần Nhân Tôn. Cuối cùng, thay mặt Ban trị sự Trung ương trao tặng bảng khen cho ba vị tích cực giúp đỡ cho những tù nhân lương tâm, đặc biệt cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo. Đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, blogger Mã Tiểu Linh và cô Nguyễn Thị Hạnh. Tiến sĩ Thắng và cô Hạnh vắng mặt nên bà Trúc Nương, Hội trưởng Hội Phụ Nữ nhận giùm. Sau cùng là lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc của ban tổ chức và mời mọi người dùng cơm chay thân mật. Cái cảm giác của Mã Tiểu Linh có mặt hôm nay cảm thấy rất là vinh hạnh, là tại vì mình là một người công giáo nhưng mà được Phật giáo Hòa Hảo mời đến đây. Mình cảm thấy rằng cái công cuộc đấu tranh không phải chỉ riêng của một đạo phái nào mà vì chúng ta là người Việt, cho nên ở bất cứ những cái hội đoàn nào hay tổ chức nào có những nhà ý muốn mời mình tới để mà chia sẻ thì mình hãy nên cùng đến để thể hiện cái sự đoàn kết của người Việt chứ không phải của bất cứ một cá nhân. Phân ưu nhận được hung tin, bà Đinh Thị Lệ Minh, pháp danh Nhuận Viên Mẫn, nguyên hiệu trưởng trường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1937, vừa tạ thế vào lúc 6 giờ chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại Silver Spring, Maryland, hưởng thọ 82 tuổi. Kính lời cầu nguyện cho hương linh hiền mẫu của anh Lâm Nhật Phương sớm về cõi vĩnh hằng. Thành kính chia buồn cùng tang quyến, các bạn học University of Maryland, thể thao, văn nghệ và hướng đạo của anh Lâm Nhật Phương. Kính thưa quý vị, bản tin Hòa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Thanh Trang xin cảm ơn quý vị luôn đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC xin email về washingtondc@sptn.tv. Thanh Trang kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.